Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của tuần bóng đá. Kính thưa quý vị, như vậy là câu lạc bộ Gia Lai đã có một trận thua trước câu lạc bộ đến từ Nhật Bản, đó chính là câu lạc bộ Yokohama. Đây là một trận thua có lẽ rằng chúng tôi nghĩ rằng vẫn là rất đáng tiếc dành cho câu lạc bộ Gia Lai với khá nhiều những cơ hội mà chúng ta đã tạo ra. Và có thể với rất nhiều các quý vị và bạn có thể nói với chúng tôi rằng là ô sao trước trận đấu mà sở gáy kinh nhé, hot ghê vậy. Rồi là câu lạc bộ Gia Lai có thể tạo ra những bất ngờ, rồi rất nhiều thứ khác. Thế nhưng thưa quý vị và các bạn, thực tế là chúng ta, những câu lạc bộ đến từ Việt Nam, chúng ta rất mong muốn rằng đến với giải đấu như thế này, chúng ta rất muốn sẽ tạo ra những cơ hội, chúng ta rất muốn sẽ tạo ra những kỳ tích dành cho bóng đá Việt Nam. Với đương nhiên với câu lạc bộ Gia Lai thì chúng ta cũng như vậy mà thôi. Với những gì mà chúng ta đã tạo ra được và với những gì mà chúng ta đã làm được trong những trận đấu vừa qua, thì đương nhiên là các cổ động viên của Việt Nam chúng ta, chứ không chỉ riêng là các cổ động viên của câu lạc bộ Gia Lai đâu, chúng ta rất muốn rằng là chúng ta sẽ có được những kết quả tốt trước một câu lạc bộ đến từ Nhật Bản, đó chính là câu lạc bộ Yokohama trong trận đấu vào tối ngày 28 tháng 4 vừa qua. Thế nhưng đương nhiên là đối thủ thực sự là rất mạnh. Như chúng tôi đã cũng chia sẻ rồi, chúng ta cũng rất tự tin, chúng ta rất muốn có được điểm số, thế nhưng đối thủ là không hề dễ chơi một chút nào dành cho đội bóng của chúng ta, câu lạc bộ Gia Lai cả. Có thể sẽ có một số ý kiến của quý vị và bạn sẽ khẳng định rằng những cầu thủ như Minh Vương, Xuân Trường đá ra cái gì đâu. Rồi Xuân Trường trong một ngày mà làm đội trưởng của câu lạc bộ Gia Lai thi đấu cũng chẳng ra cái gì cả, rồi lại phải ra sân sớm, đã buộc huấn viên Ketsak đã phải thay thả sớm. Thế nhưng đó có lẽ rằng đó cũng chỉ là những nhận định cá nhân của chúng ta thôi. Thực tế như tôi đã nói, câu lạc bộ Yokohama thực sự là bóng rất mạnh và việc chúng ta có được những cơ hội trước đối thủ này cũng là tốt rồi. Và thứ hai nữa là để mong muốn có những điểm số. Và sau nữa, có một chiến thắng trước đối thủ này thì cũng chẳng dễ dàng một chút nào cả. Bởi như đã nói, đây là một bóng thuộc hàng top đầu của Nhật Bản, mà chúng ta đều thấy rằng là chỉ mong rằng có một kết quả hòa trước các đội bóng đến từ Nhật Bản thôi thì lúc đó cũng là một kết quả quá tuyệt vời với bóng đá Việt Nam rồi. Chúng ta hãy nhìn rằng, thấy rằng là khi mà đội tuyển quốc gia của chúng ta thi đấu vòng loại thứ 3 có được một trận hòa trước đội tuyển Nhật Bản thôi thì chúng ta đã vỡ hòa sung sướng đến như thế nào. Còn việc mà chúng ta đã có được một kết quả hòa trước một đội bóng đến từ Nhật Bản thì đó là một điều khác, thậm chí còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Bởi một điều ta đều thấy rằng là giải vô địch quốc gia của Nhật Bản nó khác hoàn toàn so với giải vô địch quốc gia V-League. Để nói rằng một trận thua chúng ta có buồn không? Đương nhiên là chúng ta buồn chứ. Không ai là muốn chúng ta có một thất bại cả. Thế nhưng như đã nói, với một đối thủ rất mạnh đến từ Nhật Bản, một trận thua với tỷ số 2-0 cũng không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng dành cho chúng ta cả. Và như đã nói, có thể một số các nguyên nhân đến từ việc là chính huấn luyện viên Ketsak đã có những toàn tính của riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Và nếu chứng kiến những chia sẻ vừa qua của huấn luyện viên Ketsak, chúng ta mới thấy được rằng là thất bại vừa qua cũng không có gì là đáng xấu hổ cho đội bóng của chúng ta cả. Chúng ta có lẽ rằng hãy có những cái nhìn công tâm hơn, hãy có những cái nhìn khách quan hơn dành cho những cầu thủ với những cố gắng vừa qua họ đã thể hiện. Và đặt một giả thiết như thế này, đương nhiên để so sánh giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản, chúng ta cũng có thể so sánh được là giữa bóng đá Việt Nam chúng ta với Timor Leste. Quý vị và các bạn có chấp nhận một kết quả hòa hay là một kết quả thua trước một đội bóng đến từ Timor Leste hay không? Tôi tin chắc rằng quý vị và bạn sẽ khẳng định với tôi một điều rằng là không đâu. Vì vậy mà đương nhiên với một bóng Nhật Bản như thế thôi, họ cũng không hề mong muốn rằng là có một trận hòa trước câu lạc bộ Gia Lai, chứ đừng nói đến rằng là kết quả thua. Vì vậy mà với một cái thế trận như thế này, họ rất mong muốn sẽ có được một chiến thắng trước đội bóng của chúng ta để mong muốn rằng cạnh tranh một cái vị trí nhất bảng với câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motor đến từ Hàn Quốc. Và thất bại ngày hôm nay đương nhiên sẽ là một bài học rất lớn dành cho chúng ta, dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Ketsak, để chúng ta sẽ cố gắng hơn trong trận đấu tiếp theo. Một trận đấu mà chúng ta sẽ có một trận đấu lượt về với câu lạc bộ Sydney FC đến từ Australia. Trận đấu vừa qua chúng ta đã thấy rằng là thủ thành Tuấn Linh đã có một trận đấu thực sự là quá cố gắng, quá bùng nổ sau những pha xử lý bóng lỗi của một số những cầu thủ như là Minh Vương. Đương nhiên thì cũng đã khiến cho những nỗ lực của những cầu thủ của các đồng đội của anh đã gặp một số vấn đề và đương nhiên là đã đổ sụp bể. Không khó để nhận ra rằng thủ thành Tuấn Linh là một trong những lý do lớn nhất khiến cho câu lạc bộ Gia Lai hiện nay chơi cực kỳ thăng hoa tại đấu trường FC Trèo Lích ở mùa giải năm nay. Lối chơi chắc chắn và những pha ra vào rất hợp lý của thủ thành này đã hạn chế rất nhiều những bàn thua dành cho đội bóng phố núi, mà còn tiếp thêm một sức mạnh rất lớn cho tinh thần của các đồng đội của mình ở phía trên.
Và vừa qua trận tái đấu với câu lạc bộ Yokohama cũng thế như vậy mà thôi. Ngay những phút đầu tiên thì đối thủ đến từ Nhật Bản cũng đã liên tục có những pha tấn công và kết thúc cực kỳ nguy hiểm về khung thành của phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Sau lần lượt hết đơn này đến đơn khác thì bàn thắng vẫn chưa thể đến với họ được, khi mà thủ thành Tuấn Linh vẫn là một thủ môn cực kỳ vững chắc và giống như một chú chim vậy trong khung gỗ của câu lạc bộ Gia Lai để cản phá rất nhiều những pha bóng nguy hiểm bên phía đội bạn. Dẫu vậy thì cực kỳ đáng tiếc dành cho những nỗ lực của thủ thành này, khi mà những sai lầm của đồng đội đã buộc cho Tuấn Linh đã phải đối mặt với đối thủ trên chấm 1m. Và sau phút thứ 33, sau nỗ lực rất đáng khen của mình và của rất nhiều những cầu thủ Hoàng Gia Lai, thì cuối cùng chúng ta đã bị một bàn thủng lưới. Minh Vương đã mắc một sai lầm, pha phát bóng chéo sân lên cầu thủ của Yokohama đã bị Minh Vương cắt đứng ở vùng khu vực giữa sân. Sau quả cắt bóng ấy lại không hề gọn gàng mà để bóng bật ra đến chân của đối phương ở vòng tròn giữa sân và tạo điều kiện cho một ngoại binh Brazil đã tung một đường chọc khe rất đẹp mắt, một chạm cho một cầu thủ đẳng cấp khác, đó là Nakagawa băng xuống nhận bóng và đi thẳng vào vòng 16m50. Kidosu thì cũng đã kịp thời lùi về che chắn, khiến cho cầu thủ số 23 của Yokohama đã phải giật bóng tìm một góc sút khác. Cuối cùng Hữu Tuấn đã bằng về phạm lỗi với cầu thủ Nakagawa cực kỳ rõ ràng trong một cấm địa, và trọng tài khi đó đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và cũng không có sự tranh cãi nào đến từ phía những cầu thủ của Hoàng Gia Lai cả, bởi chúng ta đã biết rằng rõ ràng đó là pha phạm lỗi. Và trên chấm 1m thì cầu thủ đội bạn đã đánh lừa thành công Tuấn Linh để ghi bàn thắng mở tỷ số vừa qua. Và bên phía câu lạc bộ Gia Lai, trong một ngày mà Xuân Trường đeo bằng đội trưởng và đá cặp với một Minh Vương ở vị trí tiền vệ trung tâm, thì Văn Toàn vẫn là một cầu thủ xông xáo nhất, khiến cho các hậu vệ của câu lạc bộ Yokohama đã phải mướt mồ hôi để theo kèm. Trong khi đó thì Công Phượng vẫn giữ được một lối chơi rất là dồi dắm như thường lệ, còn tiền đạo còn lại đó là Brandon Đào như thường lệ thì vẫn không thể hiện được khá nhiều những khả năng của mình, giống như gì mà cầu ấy đã thể hiện được trong mùa giải năm 2021. Đây thực sự là một trận thua quá tiếc nuối dành cho những cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Đang giữ được ngôi đầu bảng nên đội bóng đưa kim vào quân Nhật Bản đương nhiên họ sẽ rất quyết tâm để có được một chiến thắng để có thể giữ được vị trí của mình. Và khác với câu lạc bộ Jumbuk Hyundai Moto, họ vẫn đề cao đội hình và quyết tâm tìm kiếm thêm những bàn thắng bằng lối chơi tấn công để nới rộng khoảng cách, và suýt chút nữa thì họ cũng đã thành công ở trong ngay đầu hiệp 2. Ở phút thứ 51 thì từ đường chuyền đạt bóng đẹp mắt từ phía cánh phải của đội của mình, Marcos Giroud đã có một pha đánh đầu ở góc hẹp chiến thắng được Tuấn Linh. Tuy nhiên tình huống đó thì đội bạn đã không tận dụng thành công. Và phút thứ 54, trước một sức ép nghẹt thở từ các cầu thủ đội khách thì huấn luyện viên Sắc đã quyết định rút cả những đội trưởng là Xuân Trường cũng như Công Vượng ra sân để tung vào những cầu thủ trẻ đó là Võ Đình Lâm và Nguyễn Thành Nhân vào sân. Trước đó ở ngay đầu hiệp 2 thì chiến thuật gia người Thái Lan cũng đã thay Hồng Duy bằng Văn Sơn. Ở phút thứ 65 thì câu lạc bộ Yokohama đã tiếp tục có được pha bóng rất nguy hiểm xuất phát từ đường chọc khe rất cực hẹp, và thêm một lần nữa thủ thành Tuấn Linh đã thể hiện được một cái khả năng xuất sắc của mình khi mà xoài người cản phá thành công một đường tạt chết tới từ đội bạn và đã cứu thua cho câu lạc bộ Gia Lai một bàn thua trông thấy. Và 2 phút sau thôi thì Phan Thanh đã có một pha sút xa trên phải trái phá và khiến cho thủ thành của câu lạc bộ Yokohama đã phải cực kỳ chật vật để đẩy bóng ra chịu một quả đá phạt góc. Và đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất bên phía câu lạc bộ Gia Lai tính từ đầu trận đấu này. Trong đấy có lẽ rằng cũng chỉ là tất cả những gì mà đội bóng phố núi có thể làm được trước một đội bóng đến từ Nhật Bản. Phút 83 thì từ quả đá phạt góc bên cánh phải thì cầu thủ Hatalawa đã có một pha đánh đầu bật cao, cực căng và chuẩn xác tung lưới thủ thành Tuấn Linh. Và người mắc lỗi trong tình huống này đó chính là Võ Đình Lâm, cầu thủ cũng vừa mới vào thay cho Lưu Xuân Trường. Và trận thắng trước câu lạc bộ Gia Lai thì câu lạc bộ Yokohama đã bảo vệ thành công được ngôi đầu bảng của mình và sẽ phải có một trận chiến sống mái với câu lạc bộ Jumbuk Hyundai Moto ở vòng đấu cuối cùng để tranh chiếc vé đi thẳng vào vòng sau. Trong khi đó thì đương nhiên chúng ta sẽ có một trận đấu rất căng thẳng cuối cùng với câu lạc bộ Sydney FC để thoát khỏi là chúng ta sẽ không phải có cái cảnh đó là chót bảng. Và sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Sắc đã có rất nhiều những lời khen ngợi dành cho tinh thần của những cầu thủ Hoàng Gia Lai trong một trận thua với tỷ số 0-2 trước câu lạc bộ Yokohama tại bảng H Champions League 2022. Huấn luyện viên Sắc có chia sẻ rằng trận đấu hôm nay là rất khó khăn dành cho Hoàng Gia Lai. Yokohama có một trình độ rất cao từ thể lực, kỹ thuật, đồng đội lẫn cá nhân, và với quân số rất là chủ động thì họ có thể xếp từ 2 đến 3 đội hình do họ có luân chuyển
và giữ được thể lực cho những cầu thủ đã chơi trận đấu trước. Trong khi đó, đội hình chính của câu lạc bộ Gia Lai gần như là không có những người thay thế, cho nên thể lực của những cầu thủ đã bị bào mòn. Dù vậy, đây là cơ hội để cho câu lạc bộ Gia Lai có thể học hỏi từ đối thủ, kể cả từ những cầu thủ trẻ lẫn cầu thủ đã có kinh nghiệm. Đó là những gì mà Huyền Sắc có chia sẻ sau khi nhận một trận thua với tỷ số 0-2 trước một đội bóng đến từ Nhật Bản tại đấu trường Champions League 2022. Và mặc dù nhận một trận thua này, thế nhưng huấn luyện viên Sắc vẫn tỏ ra hài lòng với tinh thần của các học trò của mình khi mà có chia sẻ rằng: "Tôi hài lòng với câu lạc bộ Gia Lai. Những cầu thủ đã chiến đấu với toàn bộ sức lực của mình và khi có cơ hội thì chúng tôi cũng cho những cầu thủ trẻ vào sân. Cả đội đã chơi rất nỗ lực cho đến khi trận đấu kết thúc. Tôi hài lòng với tinh thần của những cầu thủ." Và trong đó thì hai trận đấu gần nhất thì huấn luyện viên Sắc được biết đã tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ họ có được những cơ hội vào sân như là Cao Hoàng Tú, Lưu Phước, Nguyễn Thành Nhân. Và nhà cầu người Thái Lan cũng cho rằng là ông sẽ sử dụng những cầu thủ trẻ như mong muốn của Bồ Đức. Tuy nhiên là sử dụng như thế nào, được tính toán như thế nào thì cũng phải lựa chọn và có những sự phù hợp cho những từng trận đấu để câu lạc bộ Gia Lai có những sự tính toán phù hợp nhất. Huấn luyện viên Sắc có chia sẻ rằng theo chỉ đạo của Bồ Đức thì câu lạc bộ Gia Lai phải xây dựng lực lượng trẻ kế thừa. Điều này còn phụ thuộc vào một số trận đấu. Ở trận đấu này thì Lưu Xuân Trường và Công Phượng đã thấm mệt. Đó là thời điểm để thay những cầu thủ trẻ vào sân, giúp cho họ có những sự học hỏi để tích lũy kinh nghiệm. Và tôi sẽ dùng người tùy vào những diễn biến của những tình huống của từng trận đấu một. Và như được biết thì câu lạc bộ Gia Lai sẽ còn một trận đấu cuối cùng với câu lạc bộ Sydney FC. Đây sẽ là trận đấu mà đương nhiên là chúng ta, các cổ động viên, rồi những cầu thủ cũng như ban luyện và đặc biệt đó là huấn luyện viên Sắc cũng như Bồ Đức sẽ rất mong muốn rằng sẽ có một trận đấu thành công trước câu lạc bộ này để chúng ta có một lời chia tay thành công, chia tay giải một cách là ngẩng cao đầu. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một trận thi đấu tốt. Hy vọng rằng là quý vị bạn hãy đừng quay lưng, chúng ta hãy cùng cổ vũ, hãy cùng ủng hộ cho những cầu thủ của chúng ta để thi đấu thành công. Bởi dù sao chăng nữa thì chính câu lạc bộ Gia Lai là đại diện của bóng đá Việt Nam thi đấu tại đấu trường này. Và đương nhiên chúng ta đã xác định từ trước rồi, thi đấu những đối thủ rất mạnh, những đối thủ hàng đầu tại Nhật Bản, những đối thủ như đẳng đầu tại Hàn Quốc hay là Australia thì chẳng dễ dễ dàng một chút nào. Chúng ta thi đấu ở những V-League thôi cũng là khó khăn rồi, mà hiện nay chúng ta thi đấu tại những đấu trường như này với những đối thủ hàng đầu như này thì đương nhiên khó khăn là cũng chuyện bình thường mà thôi. Xin chúc cho Gia Lai sẽ tiếp tục thi đấu kênh thành công. Và xin chúc cho chúng ta, những cầu thủ và ban luyện sẽ vẫn luôn có được tình yêu thương và sự cổ vũ nhiệt tình nhất tới từ các cầu thủ Việt nhà. Còn tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuổi Bóng Đá.